Đây hến này này mọi người. Thấy không? Hến đó. Đấy, hến này mọi người. Rất nhiều nhá. Rất nhiều luôn. Đó. Đây là cái xô hến, còn kia xa xa kìa. Đấy. Kia là cái bao hến của mình ấy, kia đấy, có cái bao đấy. Bao đấy mọi người, đó, đó đó cái bao đấy. Bây giờ mình đang ở giữa dòng nước vừa nãy này. Đấy nhá. Đây là anh, đây là sậu rách này. Đấy, anh bắt được rất là nhiều rồi này. Còn đây này, đây trước mặt đây là Lín này. Đấy, anh Linh này. Đấy. Đây mọi người này. Đấy, một xô này nhá, một xô này khoảng tầm bao nhiêu cân? Một xô đó là sậu rách. Một xô này khoảng tầm chục cân nhá mọi người nhá. Chục cân hến nhá. Mỗi một cân là bao nhiêu tiền? 30 khoai 73 21 20 mấy nghìn một cân. À 20 mấy nghìn một cân đấy. Kia là đấy anh ấy có một hai bọc rồi kìa. Anh bắt rất nhanh, mình bắt chậm đây. Còn đây anh Ninh này. Đấy anh là sau kia anh một bao hến rất to rồi đây. Đây này mọi người. Đấy. Đây mình quay cận cảnh cho mọi người nhá. Đấy. Có nghĩa là cuốc cái này là cứ mình tưởng tượng như thế nào nhỉ? Cuốc lên rồi nhà. Cứ cuốc lên mà nhặt vào đây này. Đấy này mọi người nhá. Đó. Để cuốc lên mà nhặt thế này. Đấy. Đấy mọi người. Cứ cuốc lên, cứ cuốc lên rồi nhặt đây. Nhặt này gọi là như kiểu là nhặt tiền đấy. Mình tưởng tượng là như nhặt tiền này. Mỗi một đồng này là, à mỗi một con hến là khoảng tầm 500 đồng tiền Việt. Đấy, một phát cuốc có thể có đến chục con. Đấy mọi người thấy không? Anh làm bắt rất chuyên nghiệp. Ôi, cảm ơn nhà cái đất ngạc rồi. Công ty cái đất ngạc rồi. Đây mọi người thấy nhiều không? Đó. Ừ đúng rồi. Rất nhiều nhá. Đây. Thấy chưa? Đấy. Rất nhiều. Anh bắt một bóng rất to. Ủa sao bóng anh to nhỉ? Bóng em bé mà ngỡ của anh. Đây. 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 Mày nhanh không? Đây. Đấm mỏi tay đấy. Ta Lín này bắt cái kiểu gì mà nhanh không này? Đã được một bao to rồi mà mình mới được. Đây, đấy. Rất là vất vả nhá mọi người nhá. Này, thụt quân thụt đến tận biển này. Đây này, đi lội ở dưới đây thụt rất sâu nhá mọi người. Đây, thụt đến tận biển này. Vừa đi đào vừa tắm bùn. Đấy, này là dịch vụ tắm bùn, tắm trắng tự nhiên. Ui, dậu rách kìa bắt nhanh thế. Đã gần đầy rách rồi, mỗi mình ấy nhất. Đây, toàn là cao thủ bắt hến thôi mọi người nhá. Đây này. Thấy chưa? Năn nê bò trườn móc đấy bộ đội đi bộ đội làm sao bò trườn như này đấy mọi người. Đấy anh đang chọn đấy nhá, chỉ bắt những cái con to thôi, còn con nhỏ anh thả đi đấy. Đấy, anh bắt rất có tâm, có nghĩa là vừa bắt vừa bảo tồn, chỉ bắt được những cái chỉ bắt những con to thôi đấy. Đấy, anh ngồi rất khỏe đấy mọi người thấy không? Rất là vất vả. Nhưng mà đổi lại thu nhập 1-2 triệu một ngày là chuyện bình thường. Đấy mọi người. Đấy, quay sang anh dậu rách này, anh ấy đang quỳ vô là chuẩn bị anh ngồi vẹt đúng rồi này. Anh chuẩn bị anh ấy câu cua bằng mồi run. Anh nhờ cái câu cua mồi run đấy. Mọi người thấy có tương đối là vất vả đúng không? Vất vả rõ ràng tương đối thì nhở. Tôi là Việt Kiều. Đây mọi người đây xem này. Đây. Tôi là Việt Kiều. Đây là cái mác gọi là Việt Kiều này mọi người. Đấy. Bên ngoài đấy cái dàn đâu. Đi ngoài ra nước. Đây, người ta bảo là đi ngoài ra nước này đấy mọi người. Đấy nhiều chưa? Rất nhiều nhá. Đây quay cận cảnh là Nín này. Một sách của anh nó được 600 khoai đấy. Một sách 600 khoai ở đây nhá mọi người nhá. Một cái xô này là anh ấy bảo là nếu mà lên đến miệng xô này là được khoảng tầm 600 khoai là 6742, tầm 450 nghìn nhá.
và anh ấy đã bắt được hơn một tiếng đồng hồ rồi, anh ấy bắt được khoảng tầm gần 3 sách rồi nhá. Kia là phải tầm mấy rồi kìa mọi người, cái kia là phải tầm 2 sách rồi kìa. Đấy, còn đây là một sách này nữa là đấy, cũng mới có hơn tiếng rồi nhá đồng hồ đấy mọi người thấy không. Đấy thì mình quay cận cảnh cho mọi người xem nhá. Đấy. Cho nào con to thế biết đấy. Ok đấy. Hôm nào mình sẽ làm một cái video hướng dẫn nhá, hướng dẫn mọi người tìm cái chỗ nào nhiều bến nhá. Cách nhìn đất như thế nào nhiều bến. Đấy mọi người xem, có một tát lên là rất nhiều. Cứ như kiểu là mình tưởng tượng là như kiểu Nhật đồng 500 đồng Việt Nam đồng một đấy. Có mỗi một con như thế. Đấy, anh moi hẳn bằng hai tay rất chuyên nghiệp. Mỗi khi bắt hến anh moi hẳn bằng hai tay. Anh chuyên móc đến bằng hai tay. Đấy, chuyên nghiệp mọi người. Đây này, hai anh chuẩn bị đang cuốc vào cái chỗ này, chắc là chỗ này đang nhiều này mọi người. Đấy, mỗi người một bên này đang moi vào đây này. Đào ngầm. Đào ngầm thực chất là toàn đất sét. Ở đây đằng trước mặt này toàn con hầu này mọi người, toàn hầu sống rồi nhá. Đây mọi người này, đấy đây cận cảnh hến này nhá mọi người. 1, 2, 3, 4, 5, 6 thả hết đấy, 6 hết to thôi. 6 con đấy, 6 con đấy, mỗi đồng mỗi con là 500 đồng tiền Việt nhá, 6 con là 6530 à. Đấy, một phát cuốc lên 3000 nhá mọi người. Đấy chỉ cần một phát cuốc lên là đã được có 3000 này mọi người, đây xem đi chưa. Đấy. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 được. Đấy, 4.000 đấy mọi người. Một phát cuốc là 4.000. Thế làm đồng có dễ kiếm không mọi người? Dễ đúng không? Nhưng mà dân thành phố xuống thì chỉ khóc thôi. Đấy, cái này là chỉ có dân quê như chúng tôi thì mới bắt được như này thôi. Thôi là mình cũng phải quay cái đường lên. Đấy, đây này, tí nữa bắt xong này phải lên đến tận cái chỗ cầu kia mọi người nhá. Đấy, chúng tôi phải lội dọc từ đây đến miệng cầu kia. Bây giờ nhìn thôi đã thấy mệt rồi. Nó rất là xa chứ mọi người. Nhìn, đấy, nên tận gầm cầu cái xe chúng tôi để ở trên đấy. Bây giờ là kéo dọc cái đấy nền đây, ở chỗ kia là cũng có hai anh đang bắt hến này. Đây là tem của tôi nhá. Còn ba anh em, đấy. Ba anh em còn bên kia này. Bên kia có một người đang có kìa, đang xa xa kia là rất đông nha mọi người. Bên này là phái không động. Bên này là phái không động. Thôi mình đi quốc đây tí mình sẽ quay tiếp cho mọi người xem thành quả của mình. Từ bấy giờ là mình thua nhiều lắm rồi, mình đang thua từ đầu đến giờ rồi. Thôi ok.